Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em xem video này vui vẻ em ơi. Và ở video này thì sau khi Khải sơ đồ hết 4 cao thủ đang có con sở hữu con phi dân 5 triệu tầm Nemmer trở đi ở server Đại Gia Sơn này, trang chủ công thành chiến sư trong con. Thì đây là người đầu tiên server và cũng là người đã mua được con bôn tiêu công thành chiến. Đây là phần thưởng đầu tiên server nè. Đấu giá với 28M à? Rồi anh em đúng không? Con bôn tiêu này 28M hả anh em? 28 năm à? Đây anh em, 28 cũ đi. Đó, à, vậy liền. Ui, ma máu 1000. Má cái này được mua vào là đẹp luôn nè. À, máu 1k. Trời, máu 1k vậy liền. Ờ, bên con sẽ máy đây. Vậy liền. Rồi, đậu xanh con ngựa 28 triệu nha anh em. 28 triệu 5. Rồi, để xem anh em xem đồ nha. Đây là thiên quân bang, top 1 thiên quân bang anh em. Được rồi, đúng top 1 thiên quân bang không? Bên này đấu yếu nhỉ? Yếu. Bên kia 450 củ. 560 củ. Này 106. Liên đấu đâu top 1 đâu? Liên đấu không được top 1, liên đấu không được. Liên đấu nó top mấy? Thông xoái top mấy? Nó top 1 mà. Đó, cái dòng top 1 ấy. Ừ, nó dòng top 1 liên đấu luôn á anh em. Ủa, toàn 3 dương kim mỗi. Gọi là thiên bang đầu VIP no 1 server luôn ấy. Đó, anh em thấy dòng sáng liên đấu top 1 không? Đó. Nó mua xe may mắn săn mấy hôm. Được rồi, nón sơ đồ rồi. Đủ nón đẹp rồi, 19-40 sinh lực. Nón tụ lạc phát kết luôn, đẹp. Giá truyền kháng cả 13-17 cũng được. Giá truyền cũng được nè. Áo trước đi, áo kim nè. Kim, ủ áo phèn vậy. Nó đại gia đi áo phèn dưới trời. Áo nhìn đúng phèn luôn là. Thấy đeo tu lạc phát kết là thấy phèn rồi. Đẹp. Trời, cái áo. Nói chung là áo này hơi cùi nè, áo này cao lắm, 50 vạn nè. 50 vạn. Áo này 50 vạn. Rồi, được rồi. Bao tay. Bao tay 540, nụ bao tay này nhìn sao cùi vậy. Chắc server hiện tại bây giờ thì chưa có nên mang đỡ nè em ơi. Bao tay này cũng được nhưng mà nó thật sự nằm khoảng 3-5 kim nè. Bao tay này 3-5 kim thôi. Nón này thì cũng gọi là đẹp trai, nón này chắc khoảng tầm 2 kim, 3 kim. Áo này 50 vạn. Giá chiền này chắc khoảng tầm 5 kim, 6 kim. Có thể là 7 kim. Đó. Chùy khá là đẹp. Một chùy đạt binh sát 73. Kháng họ 19. Sát thương 59 nè. Chùy khá là đẹp. Chùy so với cái chùy này là chùy đẹp rồi. So với cái chùy thì cái chùy này là khá đẹp nè. Đạt binh sát 73. Đạt binh sát 73. Kháng họ 19. 59. Nói chung cái chùy này gọi là dạng đẹp đó anh em, quá đẹp rồi. Đạt móc binh sát 73. Đai lưng 140. Hiện tại đang đi theo hướng thì 2 món 500 nè. Sinh lực thì hơi tù thôi. Sinh lực hơi phèn thôi. Tại vì server đồ rất là hiếm, nên là chỉ có thể build được như thế này thôi. Đó, tuy là con ngựa rất là tốn tiền, nhưng mà đồ tầm này thì chưa sắm được nè. Đó, anh em thấy chưa, 2 món 580. Đai lưng này cũng tầm khoảng 4-5 kim. Nhẫn kháng họ, sinh lực không có. Nhẫn kháng họ, sinh lực không có luôn. Ngọc bội thì ok, ngọc bội kháng lôi cao. Ngọc bội sinh lực cao, kháng lôi hơi thấp. Ngọc bội được kích đai lưng và giày được kích bao tay. Tại sẽ đồ này thì đạt móc 180 nè. Đạt móc 180 nha mọi người. Đạt móc 180 và chọn 40. Nói chung là thiên quân bang chọn 40 là hợp lý rồi nè. Đồ như thế này tầm này là chọn 40, 180 là quá đẹp rồi. Nhưng mà một số món đồ thì nó chưa được sinh lực nỗ lực đẹp cho lắm nè. Sinh lực chứ, thiên quân bang chỉ sinh lực thôi, chưa được đẹp cho lắm. Hơi tù một tí. Trong một tầm này thì kháng họ là mát chắc rồi nè. Tầm này thì bang này kháng họ là mát là chắc rồi. Rồi, nói chung thì Khải soi đồ này thì soi đồ cho anh em biết là ạc này là đang top 1 thiên quân bang, cũng như đang sở hữu con bông tiêu nha anh em ơi. Bông tiêu này đang trị giá 28.5. Đó. Nhìn vào soi đồ thì ưng nhất là con ngựa này, cái chùy này. Đó, cái giày này. Đó, cái nón. Rồi đến gia chiên. Rồi đến hai món 500 đó là bao tay, đai lưng. Còn lại áo thì 50 vạn thôi, không có nhiều áo tầm này, không có nhiều anh em ơi. Ba cái nhẫn này chỉ tầm 500 xu một kim. Đó, ngập bội cũng vậy. Rồi ok, anh em xem video đừng quên cho một like, chia sẻ, ủng hộ thống soái cũng như ủng hộ Khải một like chia sẻ cho anh em ơi.